người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và Cuộc Sống Ở Nhật. Mọi người ơi, hôm nay Quỳnh có một điều đặc biệt cho mọi người xem. Và hôm nay Quỳnh có một người bạn đến thăm nhà của Quỳnh. Đố mọi người là ai? Thì tất nhiên mà Quỳnh nghĩ là mọi người cũng đã đoán ra được ở cái hình nền Quỳnh sẽ để, đúng không? Đây mọi người ơi, đây đây, đây 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 đây. Là Nhân và má của Nhân nha mọi người. Thì Nhân và má của Nhân đã đến thăm Quỳnh vào chiều ngày hôm qua. Và, đúng rồi. Và ngủ lại đây một đêm. Bị đồ quên. Bị đồ quên. Thì hả, hôm nay thì ở lại đây nửa buổi thôi. Thì Quỳnh cũng tranh thủ là thôi mình kiếm cái gì đó để mà hả mua, để chiêu đãi mẹ Nhân cũng như là Nhân và cháu của Nhân ăn cái buổi trưa ngày hôm nay. Rồi sau đó Nhân bận một số công việc rồi Nhân về. Bà ơi, hôm nay hả nhân dịp là bà với Nhân qua nhà con chơi á, thì hôm nay con sẽ nấu một món đãi bà, nhưng mà con không biết là bà thích ăn món gì. Bây giờ bà thích ăn món gì? Con muốn nấu bà. Bà từ cũng xa xôi tới đây thì cháu mới muốn rể cho bà cái chi, dù cái chi cháu bà cũng rất là dễ thương, không có rất là dễ thương nha mọi người. Kén không có đòi hỏi cái chi hết. Cứ miệng nhà cháu đãi là bà ăn. Dạ. Từ xa ra đây vô đây là quá vui rồi. Ăn nhiều nhiều ha. Sức khỏe của bà. Ăn nhiều cháu. Vui vẻ. Vậy bây giờ em thích ăn món gì đó chị, đã mua món này. Em thì ăn món gì hay ta, món gì mà để đậu hũ mắm tôm không mấy bạn? Người ta nói món ăn xung vầy là món đậu hũ mắm tôm. Ghê vậy ta. Hôm nay mới biết chuyện món ăn xung vầy là món đậu hũ mắm tôm á. Đó là em nói. Ăn mắm tôm, đậu hũ mắm tôm, mẹ em thích ăn thịt luộc. Mai ăn kia. Mẹ ăn món đó được không? Được. Ok, vậy quyết định em lên thay đồ đem bắt đầu đi. Đi chợ luôn. Đi chợ luôn. Hôm nay sẽ quay một vòng chợ gần nhà Quỳnh để cho Nhân đi khám phá cái chợ Chòm Hổm thôi, có đúng là chợ mồ coi nghe cái tên buồn thiểu buồn thiêu. Nhưng mà đồ của em mang quần trắng chứ mới đâu. Vậy hả? Lấy quần trắng mặc đi luôn. Okay. Không mặc bộ này luôn đi ra chói sexy. Rồi. Ok đi nha. Ok lên thay đồ okay, đi. Thay ok đồ lên thay đồ chị Đại. Rồi ok đi. Cho bác thay đồ cho mọi người. Rồi leo lên em. Đi nha chị nha. Ok ok. Đồ hôm nay Quỳnh chở Nhân đi nha cả nhà. Là cái thời mà quay dây ra Nha Trang chị ha. Ừ. Xe nhà bà Quỳnh là xe siêu xe nha mọi người. Xe này chạy hao xăng được có nổi luôn. Tự ha. Đó là trong đây là toàn là mấy cái chỗ thí nghiệm kìa. Tự hôm qua nó mưa lũ. nó mưa muốn trôi nhà trôi cửa luôn. Bây giờ trước khi đi chợ thì mình kiếm cái gì mình lót cái bụng mình trước nha em. Chứ okay, chị sợ á. Okay, chị sợ là hả chở ra tới ngoài chợ em mua đồ xong về mình nấu nướng rồi bắt đầu cái hả em sẽ bị đói á. Ok, sẽ màu đen luôn. Ok. Ok. Vậy bây giờ chị tấp vô đây hai mình ăn uống riêu trước nha. Ok. Đồ ăn đây rất là nhiều luôn. Đây, Quỳnh bún riêu lên rồi. Và ở đây thì Quỳnh mua là 4 tô. Quỳnh với bà Nhân cộng thay là hai đứa trợ lý đi theo vậy mọi người. Đây. Đây rất là ngon, rất là ngon luôn, nóng hổi luôn. Vừa thổi vừa ăn luôn. Vừa thổi vừa ăn. Rồi bây giờ mình ăn thôi Nhân ơi. Dạ, mời cả nhà. Mời cả nhà. Hôm nay mình ăn sáng món bún riêu chung với bà Nhân tại Sài Gòn. Dạ. Bữa lúc mà ra Nha Trang thì bà đãi Quỳnh món bún riêu tại Nha Trang. À, nay bún riêu Sài Gòn. Hôm nay lần đầu tiên đi hai chị em ăn bún riêu tại Sài Gòn. Mà mê nhất là cái gì không cả nhà? Rổ rau, có rau trên giới. Nhất nắp luôn. Cuộc đời của Nhân chị đạo canh giới thôi. Bởi vì mới qua nhà bà Quỳnh là ăn canh giới đã. Bởi vì bà thấy ra canh giới bà về lắm. Rồi bà Quỳnh còn gửi canh giới cho Nhân nữa. Rồi trời, tình hình chồng trọt của em sao rồi? À, cho nó ngủng của tội. Ngủng của tội. Chung dùi theo dòng sông rồi. À? Em là em không có thầy là thầy phán rồi. Con chồng tới đâu là chết tới đó. Đó, giờ em đã tin điều đó luôn rồi đó. Bởi vậy mốt em dọn nhà qua nhà chị đi. Nha. Xong chị chồng em ăn đúng không? Ừ đúng rồi, chứ đỡ mất công tốn thời gian trồng trọt. Chị biết mọi người nói em lợi dụng chị gì không? Lợi dụng gì? Em lợi dụng chị khi chị trồng cây em là người xử. Chứ chị ăn cũng đâu có hết đâu, chuẩn chọn đi không, cho. Không, em lợi dụng chị thiệt. Em nói em lợi dụng chị. Không. Thường thường cũng còn đi cho ha. Không, em lợi dụng chị luôn. Không ha. Mọi người nói thì mọi người nói à. Không, mà lợi dụng thiệt. Chứ thường thường á, Quỳnh trồng vậy tại mày mới sao? Mùa hè á. Ở những có mấy tháng à. Phải tranh thủ trồng nhiều để mình ăn được nhiều loại. Đúng không? Ăn được, được. Mà nha, mà cái lợi dụng này là nhân phái. Bởi sao ông lại kệ ra ai nói gì nói, miễn mình được hái, mình được giật cây, giật bứng, trồng mình có người khác lên là mê lắm đó nha. Công người ta trồng lại mệt thiệt, nhưng mà thiệt sự là cái công mà hái phê nhất. Trời ơi, phê chị ơi. Trời nha. Trồng nhưng mà đi. Vui. Mà vui. Vui nha, trồng nó đi hú em nha. Bởi vì mỗi lần mà chị về á, thu hoạch quá trời quá đất luôn. Vậy hả? Toàn đi cho là chính hả? Nhưng mà cho người ta thích nha. Ừ đúng rồi. Tại vì có nhiều loại ở trong siêu thị không bán mà. Không bán với lại phần là cái củ mình trồng á, nó bằng công một lạng hả? Công một lạng hả? Nó tính cái câu cây dao sao chị? Củ một đồng công một lạng. Đúng không? À.
đó là cái hôm nay bà già bà giờ thì bà nhân mới văn thơ luôn, văn thơ luôn, văn hóa luôn ạ. Rồi ở đây quán ăn được không nhân? Em thấy ở đây ăn vị vừa, ăn nước lèo thì phải nêm nêm thêm bánh nữa là vừa ăn, chứ nước lèo thì đúng không đúng nhạt xíu. Đúng rồi, nhưng mà đặc biệt là ở đây cũng sạch sẽ, có lỗ rau ngon là chấm à, đem cả rổ luôn nha mọi người. Thường thường ta cho cái dĩa chút xíu là cho cái rổ luôn. Không biết cô ra nhiêu mà cấp minh hơi nhiều đó nhỉ. Tô ra nhiều, tô có nước mắm không chị, miếng nước mắm hay lạc quá không nhớ rồi mà. Bữa chị giờ chị cũng đi ăn ở đây nè, nhưng mà không có nhớ giá nữa. Trợ lý trả tiền. Trợ lý trả tiền tao chẳng biết à. Trợ lý nó bao nhiêu trả em tiền? Không biết luôn. Đâu, nó quên giá luôn nè, nó quên giá luôn nè. Để cất cái tài sản quý giá của chị vô lại. Cái gì vậy? Cái niềng răng. Nước mắm không? Cho nó miếng nước mắm vô. Nãy giờ quên bỏ chanh vô, cái này phải hơi chua nó mới ngon nha. Phải chua cay cay nó mới ngon, phải chua cay cay mà thâm thẩm mùi mắm tôm. Đúng. Nghe chữ thâm thẩm. Người nước ngoài thì gọi là thâm thẩm. À, không, người nội túi. Người nước ngoài gọi là thâm thẩm thúi. Thúi, thúi, à, thúi luôn chứ đừng nói thâm thẩm bậy. Thúi, người Việt nước ngoài. Là... Còn người Việt Nam mình là thâm lần. Thơm cả một bầu trời thiên ly. Thơm cả một bầu trời thương nhớ nữa. Không ăn lâu ngày nó nhớ em ơi. Ừ. Đúng không? Em muốn đi quán bị tiền nữa nè. Thì mọi người ơi, sau khi ăn uống xong hôm nay dắt bà Nhân đi chợ Mồ Côi gần nhà Quỳnh. Bà nhớ điều đặc biệt là cái gì không cả nhà? Đây là sườn ngựa bè trong Nhân đi chợ mặc quần trắng. Mà bây giờ toàn là hủng sình hủng lầy, không hủng nước không. Trời ơi, ta nói đi tới đâu này để dính nước tới nó. Đó. Bây giờ thì qua đây mình mua rau trước nha. Mua rau trước rồi mình vòng qua mình mua thịt chứ mà một ít đậu hũ. Rồi đậu hũ đối diện luôn ha. Nhiều đâu cánh giới ha. Ôi ôi nhức sách chưa. Nhiều đó canh giới ha. Bả là đại rau vậy mọi người. Đại canh giới. Đại canh nhiêu đây không? Okay. Nhiều quá hả? À, thôi được, còn nhiêu đó được. Nhiêu đi hả? À, lặt ra còn chút xíu đúng không? Bó rau mà tôi nhớ rau nhà tôi trồng thì nó tươi. Nó tươi, ra tới chợ nó dập giả mai ăn kìa trời. Nó tươi biết bao nhiêu mà nói. Nó tươi biết bao nhiêu mà nói nha mọi người. Không, mình không thể phân biệt rau nhà mình trồng chứ rau mình mua ngoài chợ. Rồi bây giờ hả Quỳnh sẽ lấy thêm mấy trái chanh, thêm một vài trái tắc nữa nha. Cái chị bán hàng sẽ nhận ra cho mọi người. À, làm cái món này là phải có tắc nó mới ngon nha. Tắc và chanh. Trời ơi con nè. Chó thấy thương. Mình chó thấy thương, trời ơi con chó con thấy thương, chị cho em mượn. Trời ơi chị nắm đầu. Trời ơi chị cho em mượn đi chứ. Trời ơi cái con mẹ nó là chị cho em mượn, chị cho mà mỏng xíu vậy. Trời ơi con chó đốm nè. Ôi bụng nó bự, cái bụng nó bự, cái bụng nó bự. Trời ơi thấy thương ghê chưa nha. Má ơi cái bụng nó bự bả đã. Đây đây chấp anh nhiều dữ lắm đấy nè. Đây kêu bằng bà giỡn lần còn bằng thằng đi nha. Bà. Ủa đây thằng hay con vậy? Bà. Cái bạn thằng hay con? Con là con gái á. Con gái hả? À, con gái hả? Trời ơi bà đây đó hả? Bà đây hả? Bà chó à? Bà Nhân muốn khoái chó nè mọi người. Má bóp cái đầu người ta. Bà bóp bên đựng cái đầu người ta thấy tè. Tè tương người ta. Rồi chị tính tiền cho em nha. Cái tường chừng cái mặt của nó trời ơi. Cái bụng của nó trời ơi, cái bụng nó đã thiệt không mọi người. Năng cơm sữa. Ồ nó ăn nhiều lắm đúng không? Sao con này nó thèm ăn lắm à? Má. Hoa bụng nó bự ghê chị. Hai con này là con ba chị. Con này là con ba với con mẹ hả chị? Mẹ hết à. Hai con này hai con mẹ hết luôn. Còn con ba là thằng nào không biết luôn. Bà chủ có lắc đầu luôn. Bà chủ có lắc đầu luôn. Con ba là thằng nào không biết luôn. Vậy à? Bây giờ chị biết hai con mẹ. Em nhìn em biết. Đâu biết thằng cha là thằng nào? Không, cái này hai con cái tư. Hai cái tư chưa xanh, còn cái này là bắt ở trên nhà xuống. À vậy hả? Của em hết nhiêu tiền chị? 101 em. Dạ. Trời như đây có 101 rồi mọi người. Quá trời nhiều luôn, quá trời đẻ luôn. Trời ơi coi chừng nha em. Đó bởi. Bởi đi theo dạng nông dân luôn mọi người. Bà xanh luôn. Ở trong đây là cửa hàng đậu hũ. Trời ơi đậu hũ nguyên miếng dài luôn mọi người. Đây trời ơi. Quá hấp dẫn luôn mọi người. Quá hấp dẫn luôn. Bây giờ mình chị ơi, cái này là mua là cắt ra hay sao chị? Nhìn miếng đậu hũ nè. Vậy thòn luôn, cái này siêu cắt. Luôn. Chị, cái chỗ trong đó là khuôn hay sao? Bây giờ mình mua một miếng như này là bao nhiêu miếng nhỏ chị? Một miếng vậy là bao nhiêu vậy? 12 miếng. Nhiều quá. 12 nhiều quá. Nhiều quá. Vậy lấy khoảng chừng là nửa cái rồi được 6 miếng ha. Nửa cái. Cho em nửa cây. Nửa cây cắt bản này được không? Rồi vẫn còn nóng luôn mọi người, để trên gì vẫn còn nóng luôn nè. À có chỉ có đồ đo hả chị? Đúng rồi.
À có đồ đo nè. À. Ủa là giờ mới cắt hả? Đúng trời rồi. Sao vô đúng hay luôn ta, đúng ngay lúc mới cắt luôn trời. À nãy giờ chưa cắt đợi em. Mình á, đợi em đúng không? Đợi em đúng không? Bắt cười đâu, bắt cười. Bắt cười. Lấy em hả? Lấy em 6 miếng đi. Hôm nay lần đầu tiên mới thấy mà đậu hũ nguyên miếng dài vậy luôn nha. Vậy hả chị? Ừ. Em thấy lần nào chưa? Chưa. Em cũng chị cũng biết đâu. Em hỏi vậy em cũng đâu biết đâu. Đó bên đó là cái máy làm đậu hũ á, là hả ở dưới là mấy cái nước mà người ta ép cái miếng đậu hũ ra cái nó mới chảy ra vậy đó mọi người. À, nước chua hả chị? À cái đó gọi là nước chua hả? À. Ủa không biết mày nói như thiệt vậy ha. Thì chị mới nói nè. À. Chị mới nói nước chua cho nên chị nói theo nước chua đó. À vậy. Yeah. Làm như biết giờ ai biết đâu nè. Rồi em cảm ơn chị 6 miếng 20. Dạ em cảm ơn. Rồi em cảm ơn chị nha. Đậu hũ tươi ngon rồi mọi người. Tươi ngon. Rồi đi, nóng hỏi luôn. Qua kế bên hàng bán đậu hũ bên đây là người ta bán cà. Cũng như là đó, có nguyên cái cây cua ở dưới luôn. Và ở phía trong thì người ta có bán luôn là mắm tôm luôn. Bây giờ thì đợi chị bán cho người ta xong mình vô mình mua nha mọi người. Thôi hơi đông. Rồi bây giờ là công đoạn cuối cùng là mình mua tới thịt cũng như là lòng nha. Ừ ok. Mình đi xuống dưới kia đây. Bà Nhân bà nhắm được một cái hàng hồi nãy Quỳnh với bà Nhân. Ừ làm vòng chút vô trong luôn. Đó. Thấy không? Yeah. Quỳnh đi chợ cũng nhiều người bạn, nhiều bạn nhận ra nha mọi người. Đây. Ở bên đây không biết có thịt ba chỉ không Nhân? Thịt ba chỉ có kìa. Ừ, đây nè. Đây. Ồ miếng thịt ba chỉ ngon nè mọi người. Đó. Đó. Còn lòng non còn. Còn lòng non, lòng non còn. Chị đâu lấy lòng non hết hả? Chị cho em cái này đi. Cái này ngon cực kỳ. Ừ, cho em cái này đi. Chị cho em này. Lấy hai cái luôn. Lấy hai cái luôn, lấy cái này. Lấy này luôn. Lấy cái này nữa. Lấy cái này luôn. Còn đây này, còn đây không? Lấy luôn. Lấy luôn. Ở đây cũng có số 2. À, chỉ số 1 và số 4 thôi. Ừ, số 3. Bà Nhân có nói thế hả chị này chỉ lại là lộn loạn luôn, loạn luôn. Loạn ngôn ngữ. Loạn ngôn ngữ luôn. Được không? Hết được. Hết được chị. Bây giờ thì này chị bớt cho 15 ngàn, lấy 400 tròn. 4 gì? 400 tròn. 400 ngàn, 1 cân hả? Đây là 1 ký nửa lạng, 415 thì lấy 400 tròn. Là 400 ngàn một cân 400 ngàn một ký. Ok. Rồi Trường. Đúng rồi. 400 ngàn nha cả nhà. 400 ngàn một cân. Rồi ok. Thôi kệ cứ ăn ngon bữa đi. Dạ. Thôi hồi giờ cứ ăn khổ không á chị ạ. Đúng rồi. Hôm nay mới được ăn ngon một bữa. Hôm nay lễ Tết thì cứ ăn đi mấy khi. Đúng rồi. Hôm nay lễ Tết mới được ăn ngon một bữa. Bởi vậy em cũng tranh thủ á. Em cũng tranh thủ làm giàu em cho chị. Em cũng tranh thủ làm giàu cho chị mấy bữa Tết. Mấy bữa lễ. Nói ít thôi đừng nói vậy. Không, nói ít thôi đừng nói vậy. Không nhiều nhưng chị. Bây giờ có thích ăn cái này không được khuyến mại cho một miếng. Thôi để dành dạ thôi. Để dành bán kiếm tiền. Bây giờ thì Quỳnh sẽ rửa cái phần dồi Trường nha mọi người. Quỳnh cho vào đây là nước cốt chanh, thêm là gừng nữa nè. Để hả Quỳnh bóp cái phần này cho nó sạch và nó thơm nha. Nó phải thiệt sạch và thiệt thơm. Cái phần này thì dồi Trường thì thường thường là mình phải làm thì kỹ nha mọi người, thì mình ăn nó mới không bị hôi nha. Cái phần dồi Trường này thường thường ở nhà mình làm là không có luồn giống như ruột nha mọi người, chỉ là mình chà rửa phía bên ngoài thôi, rồi mình luộc thì mình cho thêm mấy cái đồ vô để cho nó khử mùi ha. Rồi sau khi mình rửa xong rồi nha, mình để đây cho nó ráo nước nè. Bên đây mình bắt một cái nồi nước nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt một ít gừng để mà mình bỏ vô cái nước mình luộc á. À. Ở đây thì Quỳnh sẽ cho vào bên trong cái nồi nước này là gừng nha mọi người. Tiếp theo Quỳnh cho vào đây là rượu nha, để khử mùi hôi nè. Tôi cho rượu vô đây hả, luộc lên xong các bộ nhân bà ăn bà xỉn luôn. Bà xỉn luôn, bà nhớ bà Quỳnh đời đời luôn. Rồi, đồ ăn là mình phải cho thêm là một ít muối để mình luộc cho vị đậm đà nha. Đó. Rồi, Quỳnh nó thường thường ở nhà là Quỳnh luộc thịt đó là Quỳnh hay cho thịt vào lúc mà thịt đó là nó mới vừa rửa xong nó ráo nước, và cái nước trong đây là nước là chưa có sôi nha mọi người. Có nhiều bạn thì bỏ vào nước là nước đang sôi, nhưng mà ở nhà Quỳnh luộc là luộc vậy ha. Rồi tiếp theo thì Quỳnh sẽ cho là cái này gọi là dồi Trường nha. Đó, cho dồi Trường vô. Hôm nay mua một tí dồi Trường ăn là đã đời thương nhớ luôn nha. Bà Nhân bánh đen mê luôn mọi người. Mê luôn. Rồi ok. Bây giờ thì bắt đầu mình sẽ chuyển qua là mình chiên tới đậu hũ. Đậu ô nó sôi nè. Rồi bây giờ mình cho đậu hũ vô chiên trước nha mọi người. Nó giăng cho nên mình cho từ từ vô nha. Hôm nay mua được cái chỗ bán đậu hũ nhìn ngon ghê luôn á. Ngon nha. Mốt chị biết chỗ đó chạy đó chị mua chỗ đó thôi nha. Vậy hả chị?
Bà chị chỗ đó là làm đậu hũ luôn. À. Cắt tại chỗ luôn không Nhân? À, ha. Đúng rồi. Lần đầu tiên chị mới thấy luôn. Nhìn nó nóng nóng đó nha. Nhìn nó nóng, hồi nãy để cái tay vô mà nè. Nó vẫn còn nóng hừng hực luôn. Đúng rồi. Quá đã luôn. Quá sướng luôn. Quá sướng luôn. Rim mình luôn. Mà làm cái ghê. Đậu hũ sướng rim mình. Sướng rim mình. Quá. Tối hôm qua thì tôi 11 giờ mấy tôi mới ngủ rồi về là chưa tôi không quên. Ờ à, lại chỗ. Chưa biết chừng nào mà gặp lại bà. Chưa biết chừng nào mà gặp lại bà. Nên em tôi là coi như là an ủi cho bà mạnh khỏe lành mạnh. Trước bình an. Được xong. Cảm ơn bà nha. Rồi, bây giờ đậu hũ vàng nè, Quỳnh sẽ vớt đậu hũ ra luôn nè. Trời ơi, đậu hũ này mà ta nói chấm với tương ớt hoặc là chấm với mắm tôm ăn liền lúc nào nóng như bây giờ đó mọi người là ngon nhất nách luôn. Hồi xưa hả, lúc mà Quỳnh còn nhỏ mê mấy cái anh mà hay đi bán đậu hũ xe xe đẩy đẩy á mọi người, mê lắm. Mê mà không có gì nữa nha. Mê mà không có tiền ăn. Không mê mà không có gì nha. Đậu hũ này mà cuộn với rau gì? Rau gì? Rau gì mà ăn cái lộn á? Rau răm. Rau răm cho miếng muối tiêu xong miếng ớt lên nữa. Rồi, bây giờ Quỳnh chiên tiếp ở đây là chả cốm nha mọi người. Chả cốm. Rồi bây giờ Quỳnh sẽ vớt luôn cái phần chả cốm ra. Trời ơi nó ngon ghê mọi người ơi. Wow, không hỏi luôn. Tiếp theo thì Quỳnh sẽ cho vào đây là nem chua nha. Nem chua rán này nó nhanh lắm nha mọi người. Mỗi lần một ít dày ăn nó mới phê nè. Đó. Hôm nay chiêu đãi bà Nhân ăn một mâm thiệt là hoành tráng nha bà Nhân. Năm rồi nó bye bye luôn đúng không? Bà Nhân nó quá. Quá trời luôn, chị Quỳnh mua quá trời luôn mà hiểu. Quá trời thương nhớ luôn. Quá trời quá nhà chị Quỳnh thôi. Đó để cho nó. Ấy dạ. Dầu bắn như bắn pháo bông. Rồi, bây giờ Quỳnh vớt luôn cái phần nem chua rán nha, nó vàng rồi mọi người. Chiên nữa là một chút nữa nè. Nó cháy luôn á. Quỳnh ơi, em làm nước mắm chấm luôn cho nha. Thì Nhân sẽ thay Quỳnh, hôm nay Nhân sẽ làm mắm tôm luôn nha cả nhà. Thì Nhân sẽ làm món đậu hũ mắm tôm, thì đây là mắm tôm Bắc. Thông thường thì Nhân hay dùng mắm tôm cái loại mà người ta đóng trong chai của công ty, công đồ. Thì cái này nó không có công ty gì hết, là người ta gọi là mắm tôm Bắc ở ngoài quán người ta gọi là như vậy á. Thì cũng không biết sao để coi thôi nó ngon hay không. Thì nguyên cái lọ này thì chắc là Nhân dùng khoảng hết một lọ, tại vì nhà cũng đông á cả nhà. Hơn một lọ luôn. Đấy, cho vô. Ôi ôi, thơm chưa? Cho thêm nửa lọ nữa đi. Rồi mắm tôm cho vô rồi thì bắt đầu Nhân sẽ cho đường bột ngọt. Đường Nhân sẽ cho vào đây khoảng đường Nhân theo cái này Nhân cho vào đây khoảng 5-6 muỗng đường nha. Muỗng ăn cơm á. Mà cái này bột ngọt thì Nhân cho khoảng một muỗng cà phê bột ngọt cho vô luôn. Rồi thì bắt đầu Nhân cũng sẽ cho vào đây là tỏi ớt này cho cả nhà. Này cả nhà nhìn nè, tỏi ớt Nhân bằm ra nhuyễn hết trơn rồi. Bắt đầu Nhân cũng cho vô luôn. Nhân cho tỏi. Cái này mình bằm càng nhuyễn thì nó càng ngon. Ớt cho vô luôn. Nước thì thay vì mình nặng chanh thì chị Quỳnh với cả là người trong Sài Gòn họ dùng sẽ dùng bằng tắc, là thay bằng chanh. Đây tắc đây nha cả nhà. Nhân cho tắc vô. Ôi chạy nặng tắc tới đâu mà nước miếng nó chảy. Nó tứa tới đó luôn á cả nhà. Thì cả nhà ơi, đây, nguyên một chén, nãy giờ dắt nghiêng mình, dắt chanh, dắt tắc, dắt đồ bỏ vô, bây giờ Nhân quậy lên nha. Đây, quậy lên nha cả nhà. Ôi ôi. Ôi, nó lên bọt nè, nó lên bọt như càng lên bọt là càng ngon. Mắm tôm mà càng lên bọt là ngon ghê lắm cả nhà. Ôi ôi, quậy mắm tôm là Nhân khoái nhất là cái bọt nó nổi lên á. Nó làm cho mình kiểu như phái cả nhà. Đấy. Rồi bây giờ Nhân sẽ cho dầu ăn vô luôn. Mắm tôm thì thông thường mình sẽ cho dầu ăn vô, nó sẽ tăng cái vị ngon lên và cái độ hôi á, nó giảm bớt một xíu. Dầu ăn mình cho cũng như vừa thôi. Mà dầu ăn phải thật nóng nha. Cái nhà thấy không? Cho lên mà nó phải thật sôi thì ok. Ăn mà nguội quá cũng không được. Dầu ăn phải nóng nha cái nhà. Nhớ nhất là dầu ăn phải nóng nha. Nhân cũng đã nói rồi đó. Rồi xong chén mắm tôm. Nêm nếm gia vị nữa lại là ok luôn đó.
nhân và hai bà má ở đây cũng đã phụ, cho nên cái mâm hoàn tất riết thiệt là nhanh lên, nhanh dễ sợ luôn mọi người. Và cái mâm hôm nay rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ thì Quỳnh sẽ múc mắm tôm cho mẹ Quỳnh. Mẹ của Nhân thì là thích mắm ảnh, thích cái mắm tôm này nè Quỳnh. À, múc vô đó luôn được không? Được không? Được. Cái này không được. Rồi, cái này con gửi mẹ nè. Rồi bây giờ chị múc mắm cho em nha Nhân ơi. Dạ. Đây cái chén là của chị. Ok. Rồi rồi rồi, bây giờ tới chén của Quỳnh nha. À, mà chị quên nữa, mấy bữa nay em nói với chị là em bị cái gì? Ngứa. Quên. Bả bị dị ứng thời tiết, cái mọi người dị ứng thời tiết gọi là gì ta? Hồi đây là trả rồi, quên. Thôi trả lại được mắm tôm. Mắm tôm lắm cái nhà ơi. Múc lỡ múc chén này rồi. Nhưng mà thôi bây giờ ăn chén này. À, bây giờ là hả, hồi nãy pha dư một chén nước mắm cho má em, ăn chung nước mắm với má em luôn đi. Ok ok. Rồi, bây giờ con mời bác, con mời mẹ ăn món bún đậu mắm tôm. Xin mời mọi người nha. Dạ, xin mời mọi người. Đây mẹ. Đây mẹ. Ăn mắm tôm mình đi ăn nước mắm. Khổ tâm ghê. Món mắm tôm cũng là mình khơi sướng ra. Cuối cùng ăn mắm thì buồn. Đây. Có một cái chén là chị gấp mọi thứ cho em nha Nhân ơi. Hơi bị xa. Hơi bị xa mọi người cho nên. Ok. Đây, gấp cho bệnh nhân mỗi thứ một ít nha mọi người. Bởi ngồi cái mâm hơi xa, tại vì là bây giờ là bỏ đồ ăn thì mình cũng phải bỏ vô trong mẹt á, nhìn thì nó mới hấp dẫn, chứ mà bỏ vô cái mâm thì nó bình thường quá vậy ha. Đúng rồi. Nhìn như vậy nó thì giống như bên Việt Nam mình, nó mới đẹp, đúng chuẩn Việt Nam luôn. Đúng chuẩn Việt Nam luôn. Chất bữa này dung nữa nha. Chưa, còn lòng dòi nữa. Từ từ để chị múc cho em cho nó đầy đủ luôn em. Dạ. Đầy đủ luôn, ăn cho nó đầy đủ ngon nè. Đầy đủ bổ vị. Dạ. Rồi mẹ với dạ, với bác ăn đi bác. Rồi. Rồi sau một màn chi mâm chia phần ăn thì đã đủ rồi nha cả nhà. Rồi bây giờ mời mọi người ăn chung với gia đình của Quỳnh và gia đình của Nhân nha mọi người. Đầu tiên. Cổng mời cả nhà nha. Cổng mời cả nhà nha. Đầu tiên sẽ thử tới cái dừa trường. Chị Quỳnh luôn. Bả ngứa vậy mà bả làm mắm tôm cho đúng rồi á mọi người. Hồi nãy chị mâm nói bỏ quên luôn. Em không, em tính là im lặng sau tất cả hết là em im lặng, em ngồi ăn rồi em tính nhưng mà mọi người nhớ nhớ là bà mẹ cho có đây nên thôi em ăn nó không được. Tối cũng lột tờ và lột gãi rồi rồi gì mà phải ăn. Mâm nem nước nước. Mâm ăn. Mà ăn thấy vị không? Sao mắm tôm không sao, nó mang nhiều vị không? À. Bà ơi con để cái này bên đây cho bà nha, bà dễ gấp nha. Nó hơi bị xa. Mẹ gấp tới không? Con gấp cho. Không, hôm nay gọi tắc kè mấy em, tắc kè mấy chị. Tắc kè má, má em tới nóc luôn. Tới nóc luôn. Đây con gấp cho bà. Nó hơi bị xa nè bà. Đây. Một cái miếng này gọi là miếng chả cốm nha. Đây còn bỏ ra dĩa cho bà nè, chả cốm nè. Bên đây gọi là nem rán. Mẹ, bên đây nó hơi xa nè. Mẹ gấp bên phần bên đây thì được đúng không? Phần bên đây hơi bị xa nè, con gấp qua đây. Để cho mọi người ai cũng có thể ăn. Cái này ơi. Nằm vô là ăn với nước mắm nhức nắp. Nhưng mà mình cũng có thấy vị ngon bởi vì là có trong nhớ cùng với lại thịt ba chỉ. Ngon. Hồi sáng hồi sáng đi chợ bà Nhân có nói thêm, chị Quỳnh ơi, lấy ra canh giới thiệt là nhiều nha chị. Em đạo canh giới. Mà đúng là canh giới mà ăn với lại đậu quất lâm là đi rồi. Đúng rồi đó. Đúng luôn, đúng luôn, nó thơm nữa. Ai sai chứ, bà mẹ không ai sai chứ, món này là không biết sai luôn á. Ăn cái món gì ngán nha em, phải ăn món này hòa sống ngán thôi. Không bao giờ ngán luôn. Mẹ, cái món này là cái món là khi mà xuân hoài á, mình nên làm món này. Nó dạng như là sao cả nhà, đậu hũ mắm tôm, nghe thôi là biết tới cái món Việt Nam rồi. Mời mẹ hên nha. Dạ. Mua chúng cái chỗ này nó làm mà mắm tôm mắm tôm Bắc ha. Bởi vậy đánh lên vừa ăn. Như là đánh lên cái mắm tôm nhìn hấp dẫn ha. Hấp dẫn à. Trời ơi nãy bọt vô xuống kẹt luôn kìa. Còn hả Quỳnh với bà Nhân ở Nhật á mọi người, mỗi lần mua mắm tôm em thấy không? Toàn trong chai đánh lên. Đánh tôi nó lên chuột luôn. Đánh mà tôi nó lên chuột từ mùa quýt năm này qua tới mùa quýt năm sau chưa lên bọt nổi luôn. Rồi mọi người nói là tại sao Quỳnh với Nhân đánh hoài mà không lên bọt? Bởi vì cái loại mắm tôm nó không lên bọt mọi người. Cái là một tuần nữa là cũng với Quỳnh đó là dùng nước ở bên đó không có tắc. Dùng nước cốt chanh pha sẵn đó.
thì cái độ chua nó cũng bị giảm dần, nó cũng bị giảm lên một ít hết chị. Với lại đồ đóng chai á, nó không giống như là nó có hạn sử dụng á, cho nên mỗi lần mình đánh nó không lên là vậy. Một là cái chai cốt nước cốt canh mình dùng, thứ hai nữa là cho cái máy cơm nó đúng rồi. Còn hồi sáng mình mua cái loại đó ha, không đóng, không thương hiệu gì luôn ha. Không thương hiệu là kiểu là người ta nói là của ngoài Bắc. Kiểu mắm tôm Bắc. Mắm tôm nhà là gì? Đánh lên đúng chuẩn mắm tôm luôn. Bữa đợt trước á Quỳnh đi Hà Nội á, bữa đợt trước chị đi Hà Nội nha. Mẹ ăn mì gắp lên thịt cho mẹ. Cái đi ăn lề đường chị cũng dắt mẹ chị ăn thử. Ở ngoài Hà Nội cũng làm mắm tôm gì nè mà để cha chén đường lấy riêng cho mình tự pha. Nhưng mà tôi ăn nó hàng của chị ra ăn, chị ra chị ăn món ăn chả cá lại bọng chưa? Chả cá lại bọng hay chưa mà đi ăn bún bún chả Obama. Không, chị nên ăn chả lại bọng nha. Ủa hình như chả cá lại bọng ăn rồi đúng không? Ăn rồi đúng không? Ăn rồi 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 rồi. Quán nào? Không nhớ em ơi, ăn chả cá lại bọng rồi. Trời ơi, ở trong cũng có bán như chị, em ăn phải nhớ ngoài mẹ em bà. Ăn với mắm tôm không? Bà đi từ đó đến Ngọc, đi từ Sa Pa đến Hà Nội là cái món chả cá lá cọng là mẹ thích nhất của mẹ. Cá hồi. Cái cá hồi, cá hồi. Cái cá này của quán là Hữu Thị Khang ngon ăn với mắm tôm á. Cá cắm. Ngon. Cá cắm. Cá người ta xào lên xong rồi mình cuộn cuộn lại, mình nấu mắm lên ăn với rau rồi nó kia mẹ nhớ không? Quán đó người ta xào lên. Nổi tiếng. Trời, rất có sụn ngon ghê trời. Hôm nay mua. Bởi vì hôm nay mình đi chợ mình không có mua được cái lòng dồi mà người ta bán, mình mua sẵn ta bán mua hình. Cái dòng dồi này nè là ở trong đó có sụn nha, ăn giòn ghê là giòn. Đợn bạc ngon bà. Chỉ có ăn về Việt Nam mới ăn đúng không vậy? Mình ăn cái mắm tôm chai á, giống như ăn đỡ thèm á, nhân về ăn hình như cái loại mắm tôm ăn hình như nó khác ha. Em chưa ăn nó khác mà em chưa ăn, chị nói hỏi em để em mua. Quên. Trời ơi, nãy giờ Quỳnh quên, bánh nãy giờ bánh đâu có ăn được mắm tôm. Mẹ thấy nó khác không? Mẹ Quỳnh đâu ăn mắm tôm chay, tao đóng sẵn mà Quỳnh ăn mắm tôm để bán không à. Nhưng mà chị biết cái gì không? Chị thấy rõ độ rõ ràng độ nhưng khác biệt. Nhưng mà nêm gia vị, hồi nãy có nêm em không biết. Là cái vị á, cả nhà nêm rất là đậm chất của đúng vị mắm tôm, rất là ngon. Mà cái mùi thơm của nó rất là thơm. Còn cái mùi thơm của cái ống chai á, nó thì giảm. Có nghĩa là cái này mùi thơm 100 thì cái kia nó giảm chỉ còn có 70 thôi. Phải đúng không? Chị nói đúng không? Đó. Cho nên ở đâu là ở nha mọi người, ở Việt Nam mình ăn vẫn chất lượng hơn nha. Đúng. Ăn cái loại gì mà mắm tôm thì mà ngoài Bắc á, chuẩn bị ngoài Bắc á. Làm nó cho. Nãy đặt kẹo với cái mắm tôm mà đặt kẹo luôn. Cho nên nhiều bạn nó ở nước ngoài sướng chứ mình nói thiệt. Thậm chí thèm chế mít ăn mà chế mít còn phải đông đa. Sướng là nữa sao? Là mình làm được nhiều tiền. Nhưng mà chi phí cao mọi người, ở Nhật mình cũng biết rồi á. Kiếm được nhiều tiền nhưng bù lại chi phí cao. Nhưng mà ở đó thì kiểu là mình qua đó mình kiếm được nhiều tiền thì mình nghĩ là sướng. Cái thật sự là chi phí cao không bằng nơi mình sinh ra. Vừa gần cha gần mẹ, cái thứ hai nữa gần cái món mình thích ăn, muốn ăn cái gì ra đường đấy. Còn nó kiếm mà hơi hơi luôn nha. Ở Việt Nam mình nó đóng có một loại thuế thôi mọi người. Ở Việt Nam, ở Nhật đóng hai loại thuế. Một người nha mọi người. Một năm đóng hai loại thuế. Bảo hiểm các kiểu. Bảo hiểm các kiểu. Mấy cái đó sau này cũng gọi là quyền lợi của mình đó chứ nhỉ. Những cái bạn lao động đó, sau này các bạn cũng lấy lại được những cái thế đó. Nên kim người này kia cũng lấy lại được mà. Nhưng mà những cái người mà định cư như mình là không luôn rồi đó. Không lấy lại được mà. Nên kim em đóng á, thí dụ có người đóng, có người tự đóng thì được lấy. Còn thí dụ như em đóng tiền thuế thu nhập cá nhân nào, hoặc là thuế thị dân á. Thuế thị dân là cái thuế mà dùng để làm cầu đường xây dựng thành phố này nó kia, thuế đâu được lấy đâu em. Dạ thì em có tuổi thôi là được lấy lại. Còn tiền nên kim á là cái tiền lương hưu. Dạ. Mà chị với em làm YouTube như vậy á. Dạ. Là thí dụ như chị với em muốn sau này mà có tiền lương hưu là hai chị em mình phải tự đóng. Dạ. Thì mới có được tiền lương hưu sau này nhận nha mọi người. Dạ. Nhưng mà cái tuổi em hai mấy tuổi em đóng cũng được. Dạ. Chị ba mấy tuổi giờ chị đóng, chị đóng nhận được nhiêu nè. Vậy thôi. Cũng ở chung là cũng không thấy cái lời, chưa thấy lời đâu. thấy hao hụt. Thấy hao hụt. Thấy hao hụt rồi. Hao hụt. Sẽ ăn thử cái chả cốm nha. Ngon quá, bác ăn á. Mày mở này cho nước lòng dữ vậy. Nhân. Ăn thử chả cốm nha. Chả cốm rồi. Dạ. Xem mẹ nói nha, mẹ mày nói cái thương nha. Con quay này mẹ thấy vui quá trời. Vui quá mày. Nhớ con gái hả? Nhớ con gái hả? Nói mẹ mày nói con quay qua đây. Con đứa con gái ngàn hồng. Con đứa con gái ngàn hồng.
Cô qua đây, cứ kêu nhân qua đây ở đi, đi qua đây ở đi, đúng rồi, lúc bà ngồi bà cũng hơi biết luôn. Bà ơi, bà cô đây ở với tôi cho vui bà ơi. Mà cũng là nó cũng cho bà cô, cứ nó đi nữa là nó đi thôi rồi. Má mai là nói chung mà sống tình cảm với nhà thiên nhân người con người kiểu sống tình cảm với cả là má không có nhờ chốc bác có sao là nói gì với lại má chỉ có bạn không có bạn mà ngoài hai đứa con nè không có bạn em ơi à vậy là con là con gái má mai chắc là bạn không có mai luôn rồi đấy đấy ở dưới đấy mà bạn chân này ở xa quá hồi sáng hai bà dắt nhau đi ăn sáng mà mẹ mắc cười lắm đó nha đi á là dự tính á là chỉ đi qua đây là một buổi thôi là đi về tối là đi về qua tùy kèo sau hai chị em xong nhân mới kêu thằng cu làm chung với nhân á phụ giúp nhân á để chạy về trong đêm mưa gió bão bùng để chạy về lấy đồ lấy cho nhân bộ đồ lấy đồ cho hai bà cháu với lại là này kia các kiểu để đem mang qua đây đúng là qua đây có sự bùa yêu nằm đâu đây bùa dính lại bùa yêu nằm đâu đây hộ lý cũng nhiệt tình trợ lý rất là nhiệt tình nuôi đó hộ lý mới mới đã đẻ cho bà nhân luôn hộ lý là gì nè chị Quỳnh ơi sao em hôm bữa em gặp chị Kiều Tiên bên Giao Quang TV á thì mọi người có hỏi em là sao không gặp chị sao không chụp hình chung với chị chị nói cho mọi người biết mà ai cũng thắc mắc hỏi gì hết trơn á thì bữa đó là ngay cái bữa mà Quỳnh bay từ Nhật bay về nha mọi người thì lúc đó là Nhân gọi điện thoại cho Quỳnh là lúc đó Quỳnh còn đứng ở trong sân bay trời ơi check out cái gì mà bao nhiêu chuyến bay nó đắp về mọi người là bắt đầu nó bị kẹt phà ở bên trong đó qua phà tới đó một tiếng mấy đồng hồ luôn bà Nhân với mọi người đâu có đợi nổi đâu mọi người rồi Dây Quanh TV cũng bận rồi bắt đầu là đi hẹn đợt sau mọi người không mà tại vì là lúc đầu là tính là hẹn buổi tối gặp luôn nhưng mà chị Tiên á chỉ anh chồng của chị Tiên kiểu là vừa mới về kiểu là ngày mai là sẽ bay qua Đại Hàn á thì anh muốn là đi chợ đêm với cả là chị Tiên cũng nói là thôi để cho chị Tiên về nghỉ á cùng chị Tiên quay từ lúc mà đâu quay thức bay sáng là bay lên Hồ Chí Minh bay Hồ Chí Minh xong rồi hẹn Nhân với chị Tiên hẹn nhau xong đi ăn nhau đến khoảng 2-3 giờ chiều á có 2-3 giờ chiều à đợi chị Tiên cũng đợi chị Quỳnh nha chị Tiên đợi nha rất là nhiệt tình ngồi đợi nhưng mà đợi không nổi cả nhà bởi vì quá lâu mà ăn tiền của anh chồng anh mệt nó đuối cả nhà thức lúc 3 giờ sáng mà thế là phải ra bye bye Tiên thì chị Tiên hẹn là cái gì gần nhất mà đúng cuộc là cho hỏi câu nè ai đùa quến ai vậy em cái câu này người ta mà đang quan tâm á đây nè thì không nói gì cả nhà mọi người đang quan tâm à thì cả nhà ai đùa quến ai thì là Nhân đùa quến chị Tiên thì cả nhà nói là tôi coi như cái từ này là lợi dụng đi nghe thấy ghê quá thì đó thì cả nhà nói là Nhân lợi dụng hết chị Quỳnh rồi đến chị Tiên thì đó Nhân lợi dụng hết chị Tiên luôn đó rồi còn nữa yên tâm đây còn rất nhiều lợi dụng rất là nhiều người đó. Ở trong là xu nói quá mệt quá hả thiệt gặp con bữa mà lợi dụng thì mọi người nói vậy thì cho mọi người đúng là vậy rồi chị chơi với em chắc sau này cũng là chắc hả bà Nhân chưa chuẩn bà Quỳnh sau này rủ đi thẩm mỹ hết luôn nha cắm lại mọi người mới lạnh phần á cái gì nào người ta đã nghĩ cái đó là đúng thì tôi cho cái đó là đúng đi mình cãi gì có người mà người ta đã thương mình á mình không nói người ta sẽ hiểu còn người ta mà đã không thương mình á thì giờ mình có nói 100 ngàn người ta không hiểu thôi còn cái đó là mình lợi dụng chứ nếu bây giờ hai người cùng làm giống nhau mà bây giờ mình gặp đồng nghiệp của mình không được hả thì đó nhưng mà đối với mọi người nghĩ là chi mà nghĩ xa xôi dữ vậy nữa nhưng thì Nhân là một đứa ức ơ một đứa hạch đẳng ra gì thì chưa chắc chị Quỳnh với lại chị Tiên gặp Nhân đâu nhưng mới tìm một con gì nữa lại nữa thì, đúng không lại nữa bây giờ Nhân là một đứa bình thường thì nhiều khi chị Quỳnh ơi quay YouTube cho em chị Quỳnh hả vậy tại em là một đứa bình thường lẽ chị Quỳnh ơi chị tới chị quay YouTube cho em đi được không Quỳnh hay chị chụp cho em tấm hình rồi em đăng lên mà em nhớ đăng lên cho nữa cũng không có được lượt like hay tin gì đâu đúng không chị mà nói chung mình cũng phải có cái gì đó sẵn rồi thì mọi người mới được chị Tiên chị Quỳnh tại hai chị làm YouTube lâu rồi mình để làm người đi sâu thôi thì được hai chị cũng có dịp gặp được chơi với nhau rồi ấy gì đó không phải hòa đồng với mọi người. Đúng, không phải hòa đồng. Câu, không phải hòa đồng với mọi người. Câu này của mẹ Quỳnh là hay nhất trong ngày. Nhất mà được không? Cái này phải gọi là thấm mắm tôm rồi đó. Câu nói là đúng rồi. Người ta là thấm bia thấm rượu, người ta nói rất là hay. Này là thấm mắm tôm. Cười nhỉ?
đâu ai người như thế nào các mai biết không ạ? Coi như là đúng phát luôn. Không bấm tôm nha. Chút nữa là bà Hoa đi với con nha. Biết đi đâu bà Hoa? Đi khách cái đầu tiên. Người ta là nghe cái không? Người ta là uống bia uống rượu là bắt đầu thấm bia thấm rượu phải không? Còn má chị thấm mắm tôm kiểu này là viên giải độc gan cho má chị. giải độc. Tới công chuyện luôn, Tới công chuyện luôn. Hai cái mình sắm mà mình sắm cho một mình thì quá là ích kỷ. Đúng rồi, mình phải sắm hòa đồng cho tất cả mọi người. Nhá mai mình chưa có thích nó. Nhưng mà đụng tôi á nghe không của mai mà nói hết thì nói luôn. Có được. Đúng không anh? Ừ. Công nhận là cũng ngon nha. Ngon nha. Phải nói ngon. Không chua. Mọi thứ một chút ngon à. Đúng là vô trong cái chỗ mà nó làm đậu hũ ngon nhưng ha. Cái chỗ đó chắc là anh làm mà luôn cả sữa đậu nành ngon rồi nha. Ngon. Đúng không? Vô lò luôn à. Nhận vô lò luôn nha. Vô lò luôn. Ăn mấy mai rồi. Đây, quên. Dạ. Nghe. Ôi trời, hai cái nhân viên này nó tiếp viên á, nó đuổi bụng. Tiếp viên. Tiếp viên luôn á. Nhân viên. Hai đứa nhà. Đưa cho cháu. Vô ăn. Vô ăn. Thôi ngại chị ơi. Cái gì ngại vô đây? Ngại mà ăn. Cái nhà chịu vô. Cái gì này? Chỉ là ngồi ở sau thôi mà ngã đắp đũa cũng sợ, ta thấy tay chứ, ta thấy bàn tay cũng sợ. Trời ơi, vô ăn cái thấy tay cái gì đâu, thật thiệt á. Sợ thấy bàn tay công chúa. Tay công chúa, tay miệng miều. Công nhận lâu lâu ăn được một bữa đã đời thương nhớ luôn. Ở ngoài mà mình kêu một mẹt chưa chắc gì đầy đủ vậy nha. Cũng có chỗ bán ha. Thì nãy nói chị mà mẹ đẹp luôn vậy thấy không? Hôm bữa chị làm mấy cái này mua nhìn lên video thì nó đẹp. Làm nó mắc nhìn đẹp nó sẵn lắm. Thì mọi người ơi, cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc rồi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh cũng như cái kênh YouTube của Nhân thì mọi người hãy bấm một nút like, share kênh YouTube của cả hai nha mọi người. Và mọi người đừng quên theo dõi cái trang fanpage và cái kênh TikTok của Quỳnh và Nhân nữa nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Bây giờ thì tiễn Nhân với lại má Nhân về nha mọi người. Dạ. Bà ơi, hôm nay con cảm ơn bà đến thăm mẹ con nha. Dạ. Đây mẹ, chúc rồi. Bà với lệ cháu Quỳnh mạnh khỏe nha. Dạ. Hôm nay bà đến bà thăm hai mẹ con của tôi cũng cảm ơn bà rất là nhiều. Này có một món quà con tôi nó đi từ bên Nhật về gửi cho bà. Là tấm lòng của hai mẹ con của tôi. Đó. Rồi bà giữ gìn sức khỏe nha. Bà có trang rồi nha. Rồi hẹn bà lần sau nha. Cảm ơn bà nha. Cảm ơn bà, cảm ơn cháu nha. Cẩn thận nha Xu. Dạ con chào cô, con chào bà ngoại đi. Rồi. Con chào dì Quỳnh, chào bà ngoại. Chào cô Quỳnh, giờ con chào bà con về. Cẩn thận nha. Rồi bây giờ về con chào bé Mai em về nha, Quỳnh em về nha. Về rồi, nha, hẹn gặp lại em. Một ngày gần nhất. Gần nhất sẽ rất là gần luôn. Rất là gần luôn mọi người. Ok rồi. Bye bye. Bye bye. Bye bye cả nhà nha.